Kính lễ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, vị thầy của các vị thầy, bậc thánh của các bậc thánh. Kính lễ Đức Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Viện chủ Tổ đình Hội Khánh. Kính bạch Đại Đức Thích Huệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ Phật tử tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức khóa tu tại Tổ đình Hội Khánh. Hôm nay con được sự chỉ dạy của Hòa Thượng, của Đại Đức, con về đây để có mặt và chia sẻ đôi điều cùng với quý Phật tử đang hiện diện. Con sẽ cố gắng hết sức làm tốt những gì có thể trong buổi sáng hôm nay để không phụ lại cái lời chỉ dạy mong muốn của Đức Hòa Thượng cũng như của Đại Đức. Và con cũng mong đây là món quà con có thể gửi tặng, nó có nhiều ý nghĩa đến với quý Phật tử. A Di Đà Phật. Hôm nay tôi đi lạ vào vùng trời bình yên, nỗi buồn xin gác lại rồi sao sẽ hàn nguyên. Đi lạ, tôi đi lạc vào giữa đạo tràng chùa Hội Khánh, cũng như là đi lạc vào trái tim của tất cả quý Phật tử đang có mặt ở đây. Nhưng xin thưa, hãy cho nhau sự bình yên, bởi vì nó là sự mới mẻ của tâm hồn. Chúng ta từ lâu không có sự mới mẻ của tâm hồn, chúng ta không có sự bình yên. Chúng ta không có sự mới mẻ của tâm hồn, chúng ta chứa ở trong này nó quá nhiều những năng lượng tiêu cực, nên chúng ta làm cũ đi cái tâm của mình. Cũ thôi chứ không cổ. Nếu mà cổ thì nó có giá trị, nhưng mà cũ thì chưa chắc có giá trị. Cũ đôi khi mình đem ra mình bỏ đi. Cho nên vùng trời bình yên đó là vùng đất của Phật, vùng đất của tâm thức với tràn đầy sự yên bình, hỷ lạc và hạnh phúc. Và tất cả quý Phật tử, Minh Thiền cũng khuyên các vị nên một lần đi lạc vào vùng trời bình yên. Để làm gì? Để nỗi buồn xin gác lại. Đến đây rồi, ngồi nơi đây rồi, có gác lại nỗi buồn chưa? Có bỏ nó ở nhà không? Có bỏ nó ngoài cổng chùa không? Hay mang nó vào tới trận ở bên trong này? Lắm khi ngồi đây nghe ông thầy ở trên ổng nói, nhưng mà ổng nói chuyện gì là chuyện của ổng, còn nghe hay không là chuyện của mình. Cho nên ngồi đây nghe ổng nói, âm thanh thì vẫn cứ du dương, vẫn cứ văng vẳng ở bên tai, nhưng cái lòng của mình không ở đây. Lòng mình đang ôm ấp cái lo, những cái buồn. Nên xin được một lần trong cuộc đời để đi lạc, để đi xa lánh đi những cái buồn lo rất là xưa cũ ở trong tâm thức của mình. Bước vào vùng đất Phật, bước vào vùng đất của tâm thức để có được sự an lạc. Có sự an lạc rồi á, thì nỗi buồn đó để dành ở đó, mình quay trở về, mình nói chuyện với nó sao. Nên hứa với nhau rằng hôm nay tôi đến chùa Hội Khánh để tu một ngày, tất cả những buồn lo sầu hận gác lại hết. Hôm nay là ngày của tôi đi tu một khóa tu an lạc, thì không cớ gì một ngày tu của tôi lại trở thành một ngày đầy lo lắng và phiền muộn. Nên để có giá trị trong khóa tu là hứa rằng hôm nay là ngày để an lạc, chứ không phải ngày để ưu tư, để lo lắng. Đồng ý không? Có đôi điều mà Minh Thiền nghĩ là Minh Thiền phải đòi lại công bằng cho Đức Phật, đòi lại công bằng cho Phật Pháp. Chứ còn không thì mình thấy Đức Phật bị oan nhiều quá, và người ta đổ lỗi cho Phật Pháp nhiều quá. Vì thế hôm nay mình sẽ đòi lại công bằng, để làm sáng tỏ những gì mà Phật tử vẫn còn rất nhiều những gút mắt. Có một bà lão rất nghèo, sống cô độc giữa cuộc đời, không có con cháu, không họ hàng thân thích chi cả. Tuổi già sức yếu, không làm gì ra tiền, cũng không ai thuê mướn, nên bà phải đi ăn xin.
vay mượn tình của đời, vay mượn tình thương của người để mà sống, lay lất đánh đổi để qua ngày tháng thôi. Đi xin, có bữa thì được no bụng, có bữa thì chẳng có gì. Có hôm có người cho vài xu, có hôm thì không có gì để bỏ vào túi. Và cuộc sống của bà cứ lay lất qua ngày tháng, nhờ vả vào cơm thừa canh cặn của đời của người ấy vậy mà thôi. Nhân duyên thật là tốt cho cụ bà. Ngày hôm ấy cụ bà đi ngang qua ngôi làng đó. Ngôi làng ấy có một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật đang xuất hiện tại ngôi làng, và ngài ấy đang thuyết pháp cho một số thiện nam tín nữ nghe. Và bà cụ đứng ở đằng xa, bà thấy người ta tập trung đông bên một vị sa môn, bà liền đi đến, bà nghe. Lúc đầu thì bà đứng sau mọi người, và sau đó bà dần dần tiến vào bên trong, và bà đã ngồi đó để lắng nghe trọn vẹn một buổi pháp thoại của vị tỳ kheo ấy. Bà suy nghĩ, ngài ấy cũng là một người đi sinh, mình cũng là một người đi sinh, tại sao ngài ấy lại cao thượng đến thế, còn mình lại thấp hèn đến thế? Ngài ấy lại có quá nhiều những điều tốt đẹp để dành tặng cho cuộc đời này, còn mình chỉ là cái gì đó làm cho cuộc đời này thêm gánh nặng. Bà suy nghiệm về cuộc đời của mình, bà lấy hình ảnh của vị sa môn để so sánh chính mình. Và bà nhớ nghĩ đến lời của vị sa môn ấy. Có thể trong quá khứ ta đã từng tạo những nghiệp duyên chẳng lành, cho nên đời sống hiện tại gặp nhiều những khó khăn trở ngại. Có thể trong quá khứ ta đã ôm ấp tâm niệm tham lam keo kiệt, cho nên đời sống hiện tại ta gặp phải cảnh nghèo đói khốn khổ. Có thể trong quá khứ ta đã đánh mất đi tình thương, cho nên trong hiện tại ta cô độc cô đơn giữa cuộc đời. Những lời của vị thầy nói cho mọi người nghe, nhưng bà đinh ninh rằng ngài ấy đang nói cho riêng bà. Lời từng chữ từng câu rót thẳng vào tâm thức của bà. Hôm ấy bà đi xin, được người ta cho vài đồng bạc. Có người cho bà một vắt cơm, bà đem về nhà, nói nhà cho nó sang, chứ thật sự ra đó chỉ là một túp liều bà che ở bên đường, mà bà xin của người hàng xóm đấy, cho tôi xin một miếng đất nhỏ trước nhà của các vị để che cái tấm bạc tôi ở nơi này. Bà đem về, bà không vội sử dụng đồng tiền, bà cũng chẳng vội đưa cái vắt cơm vào miệng. Bà để đồng tiền và vắt cơm trước mặt mình, bà ngồi thành khẩn, bà chắp tay, bà hướng tâm về vị sa môn ấy. Bà nói rằng, kính lại ngài, cổ vật của con có, tuy nó là phẩm vật hèn mọn, nó chỉ là vài xu mà con xin được từ tình thương của người khác, nó chỉ là một vắt cơm thừa người khác ban cho con, nhưng bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng thành kính và bằng cả sự biết ơn chân thành của con xin hướng tâm về ngài và dâng cúng phẩm vật này cho ngài. Vì hôm nay con đã được ngài khai sáng để con thấu hiểu về thân phận của mình, để con không còn phải thấy đau khổ, mặc dù hoàn cảnh của con hiện tại đang rất thấp hèn. Và thưa với đại chúng, kể từ ngày hôm đó về sau, bà xin được cái gì thì bà đều hướng tâm về vị sa môn kia để dâng cúng cho ngài ấy trước, như là bày tỏ lòng biết ơn một bậc thầy đã khai sáng. Cuộc sống sau đó vẫn không khá hơn, bà vẫn là một bà lão để đi ăn xin đầu đường xó chợ, nhờ vào tình thương của người của đời. Nhưng niềm tin, sự thành kính của bà dành cho vị sa môn thì đó là sự tuyệt đối. Chẳng bao lâu bà ta đổ bệnh rồi mất đi. Người ta thấy một bà lão ăn xin ngày nào còn lang thang ở xóm ở chợ, bây giờ đã nằm bên vệ đường chết trong cái liều tranh của mình. Người ta
cảm nghĩ và họ đồng đãi với nhau rằng bà lão này trước đây có những cái hành động khác lạ so với nhiều năm trước ấy bà đã từng sống. Thời gian gần đây nghe nói bà kính trọng một vị sa môn nào đó, cho nên xin được cái gì bà ta đều hướng tâm về để dâng cúng cho sa môn ấy. Và có lẽ chính vì gặp vị sa môn ấy đã đem đến cái niềm xui xẻo không may cho bà phải đổ bệnh và chết. Lại có người họ gặp nhau và bàn tán rằng thật là hạnh phúc cho bà lão ấy. Bà ấy trước khi chết, bà đã có thời gian biết đến vị sa môn và có lòng thành kính dành cho vị sa môn, và bà ấy đã chết đi trong sự thành kính ấy. Người thì khen bà lão có phước lành biết vị sa môn rồi chết, người thì chê bà lão có lẽ là do gặp vị sa môn nên đem đến điều xui rủi rồi bà ta mới chết, nếu không gặp sa môn thì bà ta sẽ không chết. Thưa đại chúng, vậy thì theo đại chúng, bà lão gặp sa môn rồi mới đổ nghiệp chết, hay là bà lão không gặp sa môn rồi cũng phải chết? Gặp cũng chết, không gặp cũng chết, không khác đi được. Nhưng nó có một điểm rất là khác, rất khác. Đại chúng, Minh Thiền phân tích từng chút cho đại chúng thấy. Mình đi từ ở sau câu chuyện để đi tới, không đi ở trước, đi về sau mà đi từ sau đi tới. Bà lão có những tháng ngày sống thành kính và hạnh phúc, không còn than thở cuộc sống nghèo khó khổ sở của mình. Và bà đã sống hạnh phúc trước khi chết thì nhất định ấy là một cái chết hạnh phúc. Và con đường tái sanh của bà đó là con đường tái sanh hạnh phúc. Hạnh phúc này có từ đâu? Có từ sự kính trọng vị sa môn, có từ niềm tin dâng cho vị sa môn. Nhờ cái duyên một lần được nghe vị sa môn thuyết pháp cho mọi người và cũng như là thuyết pháp cho chính bà. Nhờ nghe sa môn thuyết pháp, bà nhìn nhận được hoàn cảnh thực tại của mình, nguyên nhân nó từ đâu. Và cái phương pháp để giải quyết, mình nghĩ rằng bà ta không có. Vì nếu có phương pháp để giải quyết cái nguyên nhân dẫn đến đau khổ thì bà ta sẽ gặp cảnh giàu sang sung sướng. Đại chúng sai lầm, bà ta là người đã có được phương pháp để giải quyết nguyên nhân đau khổ. Dựa vào lời dạy của Sa Môn, bà quán chiếu về đời mình, thấy Sa Môn nói chẳng có gì sai cả. Từng lời nói nó ứng thực vào hoàn cảnh của mình. Kiếp xưa mình tham lam, mình keo kiệt, mình bủn xỉn. Kiếp này mình nghèo khó khổ sở, chật vật với miếng ăn hàng ngày. Kiếp xưa mình sống thiếu tình thương, thiếu tình người, thế cho nên đời này cô đơn cô độc lắm. Kiếp xưa sống một đời sống mà không đầy đủ nhân nghĩa đạo đức, không tạo được phước lành, chỉ mãi tạo những nghiệp ác, thế cho nên đời này lận đận đau khổ kinh khủng. Và bà ta đã than trời trách đất, bà ta đã đau khổ rất nhiều với hoàn cảnh của mình. Nhưng sau khi nghe lời Sa Môn dạy, bà ta được khai sáng và bà ta không còn buồn phiền quán trách hoàn cảnh của mình nữa, mà bà ta biết rằng đó là nghiệp của mình trong quá khứ. Bây giờ vui để mà sống, không có tham lam, không tham lam, không keo kiệt nữa. Làm sao biết bà ta xả bỏ được tâm tham lam? Ai biết? Nó có điều y cứ, đó chính là khi bà ta xin được cái vật gì, bà ta không sử dụng liền cho mình mà bà ta dâng cúng cho vị sa môn. Nhưng tiếc thay là bà ta không thể gặp vị sa môn ấy lần thứ hai trong cuộc đời của mình. Cho nên chỉ có hướng tâm về sa môn, hướng tâm về sa môn. Có cái gì con cũng xin dâng cúng cho Ngài,
Ngài là Thầy, Ngài là ân sư, Ngài là đạo sư khai sáng cho con. Nhờ Ngài mà con không còn bị tâm niệm than oán, nhờ Ngài mà con không còn bị tâm niệm tự ti về thân phận của mình nó dày vò, nên con thoát khỏi đau khổ, con có an lạc, có hạnh phúc. Mặc dù hoàn cảnh của con vẫn là một người đi ăn xin, nhưng trước đây đi ăn xin đó, để chúng hình dung rằng bà ta sẽ rất đau khổ để bước đi, bà ta sẽ rất đau khổ khi chìa tay xin người khác bởi vì lòng tự ái, và bà ta sẽ rất buồn nếu như một ngày đó xin chẳng được gì. Nhưng từ khi được vị sa môn khai sáng, tin chắc rằng bà ta bước đi từng bước an lạc, từng bước hạnh phúc, không đau khổ vì sự nghèo nàn của mình. Và ngày đó dẫu có xin được hay xin không được, bà ta sẽ vui mà chấp nhận, không than oán, không trách lòng người tại sao không ban thí cho bà. Hay quá, thật sự quá tuyệt vời. Trước đó một đoạn dài, một quãng thời gian có thể là mấy mươi năm, bà ta sống, thở, ăn, ngủ, ôm ấp nỗi khổ niềm đau. Chưa có phút giây nào buông được những nỗi khổ niềm đau về thân phận của chính mình, về sự nghèo đói của chính mình, về sự khó khăn của hoàn cảnh mà mình đang phải đeo mang. Nhưng lời của vị sa môn làm cho bà có thể rũ bỏ tất cả. Đó là gì? Đó là lời của vị sa môn đã đưa bà đến được với một vùng trời mới. Đó chính là vùng trời hạnh phúc. Đã đưa bà đến một vùng đất mới. Đó chính là vùng đất của Phật và vùng đất của tâm. Nhưng thưa với đại chúng, ở đây chúng ta phải thấy quả phước đang tiềm tàng trong con người của bà lão. Quá khứ sống không có tốt lành, cho nên kiếp này gian khổ, khó khăn. Nhưng cũng cảm ơn một kiếp nào trong quá khứ xa xôi, bà đã từng có duyên lành để kết duyên cùng với sự vị sa môn đệ tử của Phật. Cho nên trong kiếp hiện tại, nhân duyên xưa hội đủ, mặc dù trong một hoàn cảnh điều kiện khốn khổ, nhưng gặp được vị sa môn khai sáng thì bà liền thấy mình không phải là một người nghèo khó nữa, mà thấy mình là một người giàu có. Giàu có bởi tuệ giác, nghĩa là có ánh sáng để nhìn thấy được cuộc sống của mình đang diễn biến. Nó hay lắm. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng, đại chúng đã tu nhiều năm rồi, được cơ hội gặp rất nhiều những bậc sa môn, từ những bậc trưởng lão lớn cho đến cả những chú tiểu mới vào chùa. Các vị nghe có thể là hàng trăm ngàn bài pháp của các bậc thầy nổi tiếng, từ những bậc thầy đạo cao đức trọng, từ những bậc thầy có đạo đức, có tuệ giác tuyệt vời, cho đến một con người thấp bé nhẹ cân nói chẳng ai nghe như Minh Thiền. Các vị đã nghe nhiều rồi, khai sáng chưa? Đã chạm tới vùng trời bình yên chưa? Sẽ có người nói trong bụng, khai sáng chưa thì còn lâu mới nói. Dạ thưa Thầy, con cũng khai sáng rồi, nhưng có điều là tham vân sân si vẫn chưa bỏ. Cuộc sống nó vẫn còn nhiều cái hấp dẫn con lắm Thầy ạ. Và vẫn còn những nỗi khổ niềm đau, đôi khi con giận thì con cũng la quay quải đó thôi. Thưa với đại chúng, cho nên mình mới thấy lại rằng bà lão ấy trong cuộc sống đau khổ là quả đúng không, nhưng gặp được vị sa môn để rồi thay đổi được đời mình, đó là phúc. Và bây giờ chúng ta đòi lại công bằng cho Đức Phật và cho đạo Phật từ câu chuyện này. Minh Thiền tiếp xúc và lắng nghe rất nhiều lần qua điện thoại, có người họ cứ than thở thế này: Thầy ạ, hồi trước con chưa có đi quy y á, thân thể nó khỏe lắm, sao tự nhiên từ ngày mà đi quy y rồi về nó bệnh đau hoài luôn thầy ạ. Nhiều lúc cũng khó chịu rồi nói cho mọi người biết, cái mọi người nói lỗi là do bà đi quy y bị trời phật hành.
do quy y cho nên nghiệp đổ. Bây giờ đi đến cái chùa đó xin ông thầy đó là rút lại, là đừng có quy y nữa, là hết bệnh. Con nghe vậy con cũng hoang mang quá, con không biết làm sao, con hỏi thầy. Minh Thiền nói thôi, nếu như mà tin người ta thì tới xin thầy đó đem cái phái quy y đến trả lại đi. Mà nếu mà trả lại mà nó tắt thở nó chết là không đổ thừa nghe. Nói trước à, ông có hù à, nói trước à, tính sao đó tính, suy nghĩ cho kỹ. Rồi ấm ư rồi chẳng biết có đi trả hay không. Lại có một số người nói thế này mới nghe nó mệt nữa nè. Thưa thầy, hồi đó đó con không có biết đi cúng dường, không có biết đi bố thí, không biết làm từ thiện là gì hết á. Tình cờ nghe pháp của thầy cái biết đi cúng dường, đi bố thí, đi làm từ thiện. Nhưng mà rồi con nghe thầy nói đi bố thí, đi cúng dường, đi làm phước là mình sẽ gặp được những điều phước lành. Sao con hồi đó giờ cái quán con bán ngày 10 ký phở, bây giờ đi bố thí từ thiện bán cũng có 10 ký, chẳng có lên được ký nào, thầy tính sao? Có phải là do thầy suối thì con làm bậy mà nó cũng không tới đâu không? Cái người nói dạ thưa thầy, hồi đó nhà con bình yên lắm. Từ ngày con tụng kinh Pháp Hoa, từ ngày con mà trì chú Lăng Nghiêm, cái con thấy ma quỷ nó ám, ông chồng con ông cử, ông chửi con hoài. Do tu đổ nghiệp. Và có trăm ngàn những lý do khi người ta gặp những điều khó khăn trong cuộc sống và người ta quy lại, người ta đổ thừa. Do đi tu, do tụng kinh, do theo Phật, đổ thừa cho Đức Phật. Phật ngồi đó, Phật lắc đầu. Ủa, ta có làm gì đâu, ta chưa làm gì các con hết mà, ta chỉ dành tình thương cho các con thôi mà sao các con cứ đổ thừa đổ lỗi cho ta hoài thế. Thưa đại chúng, ở đây có ai đổ thừa vậy không? Hồi đó con, hồi đó mà con chưa ăn chay đó thầy ạ. Thân thể khỏe mạnh cường tráng lắm. Từ ngày nghe quý thầy nói ăn chay đi có phước, ăn chay đi giải nghiệp, ăn xong dở bệnh tùm lum hết. Vậy là do ăn chay đúng không thầy? Thưa với đại chúng, đại chúng có ăn chay hay không ăn chay, đại chúng có đi làm từ thiện cúng dường hay không làm từ thiện cúng dường, đại chúng có tụng kinh hay không tụng kinh, thời điểm nghiệp nó đến phải chịu. Chúng ta có mặt ở trong cuộc sống này là để trả lời cho nhân quả mà, chứ đâu phải bây giờ theo Phật thì nhân quả nó mới trổ, không theo Phật là nó không trổ đâu. Mà tại sao cứ đổ thừa ghê gớm lắm. Có những người họ đi tu sai nha, cái này mình biết. Họ đi tu sai có nghĩa là đi, họ đi học ở đâu đó về cái họ ứng dụng sai. Ở gia đình đổ vỡ, cái họ đổ thừa là do học Phật Pháp. Phật Pháp làm cho gia đình đổ vỡ, nhưng phải đính chính ở chỗ này. Và Minh Thiền xin lặp lại lời Minh Thiền đã từng nói rất nhiều lần. Người đi học Phật là người làm giàu đẹp thân tâm của mình, là người làm cho đạo đức, cho nhân nghĩa của mình được lớn hơn, là một người giàu tình thương và giàu sự hiểu biết. Người ấy sẽ chữa lành được những vết thương trong tâm hồn của mình. Người ấy sẽ chữa lành được những vết thương trong tâm hồn của những người ở gần và có duyên với người ấy. Người ấy là người sẽ khéo và rất giỏi để hàn gắn lại tình cảm đã bị sứt mẻ. Người ấy là người làm cho hạnh phúc gia đình nồng nàn hơn. Ấy là người đệ tử chân chính và học đúng pháp của Phật. Nếu như một người cũng nói đi tu nhưng học sai pháp và ứng dụng sai pháp, họ làm cho thân tâm của họ ngày càng bị héo mòn đi. Họ không có năng lượng lành, không có năng lượng tích cực, mà mỗi ngày đi qua họ vung vén vào trong họ những định kiến, những tà kiến, làm cho họ càng ngày càng tiêu cực và họ dần xa lánh người thân và gia đình, làm cho hạnh phúc của họ đứng trước bờ vực thẳm. Người cũng tu, ta cũng tu, nhưng người tu đúng theo Phật thì làm cho thân tâm ngày càng tươi tốt, làm cho hạnh phúc ngày càng được lớn hơn. Người tu sai thì hủy hoại hết tất cả. Nên thưa, tu sai ở đây có nghĩa là gì? Họ ứng dụng Phật Pháp trong đời sống một cách sai lầm, một cách rất sai lầm. Minh Thiền nói ví dụ, bây giờ đại chúng là người đi tu, đại chúng thích ăn chay, mà chỉ có cái chuyện chay mặn thôi mà nó
cãi nhau mãi. Chỉ có cái chuyện con gà với cái trứng thôi, cái nào sanh trước sanh sau, rồi trứng gà ăn được hay không mà cãi mãi luôn. Đi giảng ở đâu cũng nghe Phật tử hỏi: thầy ơi, cái trứng ăn được không, ăn là có tội hay không tội? Cái trứng công nghiệp đó là không có trống, người thì nói nó là sữa, người nói là cái này cái khác, nói ôi thôi đủ thứ cái chuyện hết. Minh Thiền nói ai thèm thì ăn, thèm thôi. Có ở đâu mà cãi, ăn cũng được không ăn cũng được, đừng có cãi. Ăn và không ăn đôi khi nó không đúng không sai, nhưng mà cãi là có đúng sai à, mệt lắm. Chỉ có cái chuyện ăn chay thôi mà làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Minh Thiền hay khuyên là Phật tử cố gắng tập ăn chay. Tập ăn chay một tháng ăn ít thôi. Một tháng quý vị ăn giùm Minh Thiền 30 ngày. Một năm ăn 12 tháng thôi, đừng ăn nhiều. Suối dạy cái về ăn, nhưng mà ăn bằng hình thức và tư tưởng cực kỳ cục bộ. Cái chuyện mình ăn chay chuyện của mình, còn mình là vợ thì mình phải nấu thức ăn cho chồng, cho con mình. Nếu như mình có một đứa con dâu, nếu như mình có một đứa con trai, một đứa con gái mà nó có thể thay mình để nấu ăn á, mà phải nhớ là nó phải nấu ngon à, hợp khẩu vị của gia đình và hợp khẩu vị của ông chồng mình nữa, mình để nó nấu. Nhưng khi lên ăn mình vẫn ngồi chung bàn ăn, chồng mình, con mình, họ ăn cái thức ăn của họ, mình ăn thức ăn của mình, vui với nhau để ngồi chung mà ăn. Mình là người đầu bếp chính của gia đình, mình nấu ăn rất ngon, ông chồng mình rất thích mình nấu. Tự nhiên mình đi nghe, đi chùa nghe ông thầy Minh Thiền nói về ăn chay, cái mình nói thôi tao ăn chay, bố con mày muốn làm gì đó làm, là thấy là khó chịu rồi đó. Ông chồng ông nghĩ ngay là ông không bao giờ ông gọi ông Minh Thiền bằng thầy đâu. Ông nghĩ cái thằng đó là thằng nào mà sao nó dạy mày tùm bậy vậy. Đôi khi thương vợ quý vợ không nói ra, nhưng mà để ở trong đây, thằng Minh Thiền là thằng nào, thằng đó nói bậy bữa nào tìm thằng đó. Rồi thưa với đại chúng, mình đã không nấu, đứa con mình nó nấu, mình không đi chợ, mình không mua đồ về để chế biến, con mình đi chợ mua đồ về chế biến, cái mình đi ra mình xỉa xối, đi vô mình lý, mình dòm, bố con mày cứ ăn là cứ tạo ác nghiệp. Ác đúng là con là nợ chồng là quan gia, cái đi ra xỉa đi vô xối, lên bàn ăn cái người ta ăn, cái mình không ăn, mình ngồi đâu tuốt ngoài hè mình ăn, thì mình ăn im đi, ngồi ngoài hè ăn lâu lâu chỗ cái mỏ vô ăn mặn đi, rồi mai mốt bệnh đau tự lo, tao không lo. Những điều Minh Thiền nói không phải là Minh Thiền đặt điều đâu, nó có thiệt đó. Lắm khi có những bà ngồi ở đây nữa nè, nó lạ lùng lắm. Như vậy thì ăn chay là tốt hay xấu? Ăn chay là tốt, nhưng mà ăn chay trong hoàn cảnh, trong trường hợp và trong cái tâm thái như thế này là tốt hay xấu? Nó hoàn toàn không có lợi ích. Nó đang đẩy ông chồng nó ra, đang đẩy con nó ra rất xa, xa lắm. Cái chuyện ăn chay mà gia đình đổ vỡ hạnh phúc có thật. Rồi cái chuyện tụng kinh cũng vậy. Nhà có 2 lầu 3 lầu chứ đó, thì tới giờ tụng kinh, phần mình 7 giờ mình lên trên lầu mình tụng kinh, bàn Phật ở trên mình lên tụng kinh. Chồng mình ông đâu có cấm tụng kinh, cho mình tụng kinh mà mình cứ lên tụng kinh. Còn ổng dưới này ổng coi thời sự là chuyện của ổng chứ. Ông đang coi thời sự đi ngang, bấm tắt cái tivi, cái te rẹt đi lên: tôi đi tụng kinh à, ở dưới này để yên à, đừng có ồn ào, tụng kinh không được à. Ông chồng mà ông để cho tụng kinh được mới là lạ đó. Vừa lên trên đó gõ chuông mổ bon bon là dưới này ông mở karaoke ông hát. Người ta có bài hát là gánh mẹ, nhưng mà bây giờ ông không hát gánh mẹ, ông đổi lời ông hát gánh vợ, gánh cho nó ra khỏi nhà, chứ nó ở nhà chướng quá. Lúc chưa đi chùa, lúc chưa học Phật, lúc chưa đi tu nó không có chướng, mà tự nhiên đi về nó chướng. Như vậy là sai, tu như vậy sai. Và mình tu như vậy đó, bản thân mình không đi tới đâu. Bởi vì sao? Những việc làm của mình luôn chống đối với những người thân trong gia đình.
Mà một khi đã chống đối từ ở trong tư duy, từ ở trong suy nghĩ rồi, chống đối đến hành động, nhất định không hạnh phúc. Mà nếu như chỉ có một ông, nếu như ở nhà mình chỉ có một mình ông chồng mình thôi á, là mình chống đối cũng đủ mệt rồi. Là có hai ba đứa con theo phe của ông nữa là một mình mình chống đuối luôn á. Mà hồi đó mình dạy dạy mình đẻ ra 8 đứa thì bây giờ mình chống mệt mỏi luôn. Chống hết sức luôn. Vậy thì mình không đi tới đâu, an lạc không có trong mình. Và mình làm cho những người thân của mình không bao giờ có cảm tình với đạo Phật. Không có. Họ thấy rằng chính đạo Phật đã làm cho vợ, làm cho mẹ của họ thay đổi, mà thay đổi một cách quá tiêu cực. Và họ sẽ chán ngán đạo Phật, chứ không bao giờ họ có cảm tình. Như vậy thì chính bản thân chúng ta không có lợi ích, và cũng chẳng đem lợi ích lại cho người thân. Hay nói cách khác hơn, mình làm cho người thân mình đánh mất cái duyên lành đến với Phật Pháp từ việc làm và việc tu sai trái của mình. Không được, thầy sẽ nói thực hiện được, đừng nói không được. Người học Phật có tệ giác, như chú nói, có những thứ đối lập, mình tu người không tu, mình hiểu người không hiểu. Thứ nhất, mình tu người không tu, mình hiểu người không hiểu, mình phải thấy phước phần của mình lớn hơn. Và tâm niệm của Phật tử thì thế nào? Thường hay xa lánh và ghét bỏ, có trạng thái là chống đối với những người không theo mình. Tao tu nó không tu là tao ghét. Lạ không? Ủa bà tu chuyện của bà chứ, bà không tu chuyện của tôi. Mình hiểu họ không hiểu, không phải họ không hiểu, mà vấn đề họ đang hiểu khác mình, chứ không phải là không hiểu. Nên khi mình được cái duyên biết Phật Pháp, được duyên hiểu Phật Pháp, mình làm sao tạo được cái duyên cho họ đến. Nhưng cái cách tạo duyên cho họ đến đó không phải là sự chống đối, không phải là sự hằn học, không phải là những lời nói để bắt buộc, mà chính là cách sống của mình. Và bây giờ mình nói để cho Phật tử thấy chính cách sống thay đổi những người sống chung, và họ là người sẽ có cảm tình với Phật Pháp thông qua cách sống của mình. Bây giờ nãy mình nói là người tu sai, bây giờ mình nói người tu đúng. Ví dụ như chú, ví dụ thôi nghe, bà vợ có ngồi đây cũng đừng có trách à. Chú và vợ của chú trước đây khi chưa theo Phật Pháp, chú chưa theo Phật Pháp, chú và vợ, vợ của chú và con của chú không có nói chung. Mỗi người mỗi công việc và không có một bữa cơm để ngồi chung. Và lắm khi có những điều trong cuộc sống, chú nói, vợ của chú cũng chẳng lắng nghe, và vợ chú nói chú cũng chẳng bao giờ lắng nghe. Luôn có thái độ hằn học để dành cho nhau. Đau khổ. Đau khổ. Sống trong một gia đình như thế là đau khổ. Nhưng sự đau khổ đó, vì chính sự đau khổ đưa mình đến với Phật Pháp. À, bây giờ là một nhân duyên của mình. Mình đến với Phật Pháp, học Phật Pháp không phải là chối bỏ, không phải là chạy trốn cái gia đình kia. Không phải là bà vợ tôi khó ưa, bà sẽ không có thuận cho tôi để tôi tu tập, tôi tụng kinh, tôi tọa thiền, tôi niệm Phật ở nhà. Bà sẽ là người chống đối tôi, không cho tôi ăn chay, không cho tôi đi chùa, vân vân và vân vân. Nhưng nếu mình thể hiện thái độ lấy hằng học để đối đãi với hằng học, muôn đời không dạy được người kia. Lúc bấy giờ lấy tình thương và sự hiểu biết của Phật Pháp để chữa lành người kia. Mình với bà biết rằng không có tiếng nói chung là bởi vì chưa bao giờ chịu ngồi lại để lắng nghe nhau. Học Phật Pháp, Đức Phật dạy ta sẽ tìm được một người tri kỷ trong cuộc đời, để ngồi để lắng nghe người đó thổn thức những tâm tình. Ta sẽ tìm được một người tri kỷ để họ có thể ngồi đó lắng nghe ta chia sẻ một cách chân thành, để đồng cảm cùng với nhau trước những vui buồn trong cuộc sống của hai đang vướng phải. Hiểu thấu được điều đó, mình về nhà, mình là người sẽ chủ động. Cái gì nó sẽ lôi chúng ta dễ ngồi gần nhau nhất? Đó là một bữa ăn, đó là một ngày nghỉ,
Đó là một chuyến đi du lịch. Ai có điều kiện thì đi du lịch, không có điều kiện thì thôi. Nhưng chính bữa ăn, chính bữa ăn là giây phút để gia đình có thể ngồi lắng nghe nhau. Ta chủ động nấu vài món nếu như ta biết, cho vợ, cho chồng, cho con của mình. Vợ mình thích ăn canh chua, thích ăn canh chua cá lóc, ra chợ mua con cá lóc người ta đã làm sẵn về nấu nồi canh chua cho nó. Con mình nó thích ăn thịt heo kho trứng, tiện đường ghé qua mua cho nó ít thịt heo về kho cho nó cái nồi thịt heo kho trứng. Mời cả vợ cả con ngồi ăn. Bây giờ khi ăn chúng ta chỉ cần hỏi vài câu đơn giản thôi. Hôm nay em ăn thấy có ngon không? Mấy đứa nhỏ ăn thấy ngon không? Thấy ba nấu được không? Lâu quá rồi không có nấu, tay nghề cho nó bị lục. Bữa nay ba sẽ dành thời gian nhiều để nấu cơm cho mấy mẹ con mày ăn. Lời nói bằng sự chân thật, người kia họ có cái nghĩ khác liền. Họ ngồi đó họ ăn, họ sẽ ngại ngùng trước cái thái độ khác lạ và xa lạ của chúng ta. Nhưng họ rất vui và hạnh phúc. Đúng hơn các bà. Mình bao nhiêu năm làm vợ, mình lăn vào bếp nấu mãi cho ổng ăn. Chưa bao giờ mà ổng đi làm về ổng ghé tiện đường ổng mua cho mình bịch hủ tiếu, bịch phở. Mà có đi chăng nữa niềm vui nó không bằng là ngày hôm ấy tự nhiên trời xui đất khiến ổng tửng lao vô bếp ổng nấu cho mình ăn. Mình nấu cho ổng ăn mấy chục năm trời, bữa nay ổng nấu cho mình ăn chỉ một ngày thôi, nhưng hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm, vui lắm. Lúc đó bao nhiêu buồn phiền mệt mỏi trước đó của cuộc sống tự nhiên nó bỏ hết, nó trút đi hết, nó bay đi đâu hết. Thấy trước mắt mình là một ông chồng quá tuyệt vời. Ôi trời ơi, bố mẹ ơi, đất trời ơi, con sanh ra con được làm vợ ông này là không uổng phí cuộc đời. Mặc dù ông nhậu vô ông đánh chửi con nhiều lần lắm rồi đó. Chỉ vì bữa ăn thôi. Người phụ nữ rất dễ dụ các ông à. Rất dễ dụ, đúng không? Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của người phụ nữ chính là con đường đi ngang qua cái bao tử. Cho ăn đi rồi dụ được. Cái ví dụ của Minh Thiền là một cái gì nó rất gần, nghĩa là nó đơn giản là một bữa ăn để ngồi đó hạnh phúc với nhau, trao nhau những gì chân thành nhất từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống này. Mình phải chính là người thay đổi đầu tiên trước khi mình muốn vợ mình, chồng mình, con mình, những người sống trong mái nhà của mình thay đổi. Mình phải là người thay đổi đầu tiên. Mình sẽ là gương sáng để cho họ thấy và họ soi vào thì nhất định họ sẽ thay đổi. Nhưng xin nhớ, sự thay đổi này là sự thay đổi của tự giác, là sự hiểu biết và thương yêu nhiều hơn, chứ không phải là sự hằng học. Đại chúng nhớ, càng hằng học, càng làm khó người thân mình nhiều chừng nào, mình sẽ làm cho họ xa rời mình nhiều chừng ấy, không có tiếng nói chung. Biết lắng nghe, biết so dịu, biết động viên, biết an ủi, mình kéo gần người đó lại với mình. Và lúc bấy giờ mình hãy đem những điều tốt đẹp từ lời Phật dạy, mình chỉ bảo họ: từ nay gia đình chúng ta nguyện sống như thế này nè. Mỗi tháng tôi đi chùa Hội Khánh tham dự khóa tu. Má mày với sắp nhỏ sắp xếp thời gian đi với ba. Về đó có nhiều lợi ích lắm. Về đó mình học được những điều tốt từ lời Phật dạy. Mình được tụng kinh, mình được niệm Phật. Một ngày mình ngưng làm việc ác, một ngày mình ngưng làm việc sai trái, tâm hồn sẽ rất an lạc thảnh thơi. Ba là người đi, tôi là người đã đi, nên tôi cảm nhận điều đó. Tôi muốn cho má mày, muốn cho tụi nhỏ cũng hưởng được những điều tốt đẹp đó. Nói như vậy ai mà không nghe? Nghe liền. Rồi bà và sắp nhỏ sẽ trông chờ đến ngày Chủ nhật, đến ngày khóa tu ở chùa Hội Khánh để đi. Còn không, mình về mình cứ nói: tao tới đây đi chùa, má mày có đi được đi, còn không đi được thôi. Sắp nhỏ tụi bay muốn thì đi theo, còn không thì tụi bay làm gì tụi bay làm.
ai mà đi. Mình nói cái giọng nghe thấy ghét đó mà đi cái gì, đúng không? Kể cả bây giờ mình đi nghe giảng cũng vậy. Mình nghe giảng mình thấy ông nào này, thầy nào mà nói chuyện dễ thương là mình khoái mình nghe. Còn ông nào mà nói chuyện hơi hằn học mình cũng đâu chịu nghe, đúng không ạ? Đúng đấy. Cho nên giữa muôn ngàn sự lựa để mà chọn đó, thì chúng ta phải biết cách. Chúng ta phải biết cách. Phải làm sao đưa cái sản phẩm của đời mình nó phải tốt, nó phải đẹp, và nếu được thì nó phải là hoàn hảo để cho người khác họ lựa để mà chọn. Bây giờ chúng ta đi học Phật về mà mình không làm đẹp được đời mình, mình không làm cho mình cái gì tốt hơn hết, mình vẫn chứng nào tật nấy, vẫn là một con người khó chịu như xưa nay, vẫn là một con người ăn nói cọc cằn như xưa nay, vẫn là con người thích quát nạt như xưa nay, ai mà lựa mình, ai mà chọn mình? Không lựa không chọn thì ai mà theo mình? Thì làm sao mình thay đổi, mình chuyển hóa được gia đình mình đây? Cho nên trong cái lời nguyện của những người thiện nam tín nữ Phật tử khi mà chân vào để quy y Tam Bảo, trong bảy điều nguyện có một nguyện đó là Phật hóa gia đình. Có nghĩa là con sẽ làm cái việc đó là đưa Phật Pháp về đến gia đình của con sẽ làm cái việc là đưa những người thân trong gia đình con về với Phật Pháp. Nhưng mà thường mình không làm được điều này. Vì sao? Mình không có năng lượng lành tỏ sáng. Năng lượng lành của mình nó không tỏ qua lời nói, nó không tỏ qua hành động, nó không tỏ qua cách ứng xử và chăm sóc của mình đối với gia đình mình. Người ta không theo. Người ta nhất định không theo. Có cái chị đó, chị gặp hoàn cảnh đau khổ, chị tìm đến chùa. Sau đó chị có duyên được học Phật Pháp. Học Phật Pháp về, dễ thương ra hẳn, thay đổi hẳn ra. Ông chồng trước đây là người không bao giờ có niềm tin tôn giáo, và cụ thể là không bao giờ ông tin vào thần thánh trời Phật. Không bao giờ. Khi biết chị này mà mới đi chùa đó, về đó là chửi dữ lắm. Đem phái quy y về treo lên là ông đem xuống, ông đập bể liền mà. Đập bể khung, xé, ông đốt liền mà. Ông chỉ thẳng mặt là tao cấm mày đem ba cái thứ mà dị đoan mê tín về chùa. Nhưng chị không có đau khổ về chuyện ấy. Chị cũng không có bất mãn về chuyện ấy. Và chị vẫn tiếp tục với sự tinh tấn tu tập và cầu nguyện cho chồng mình chuyển tâm. Nhưng bên cạnh đó chị ta nhìn nhận được một điều. Chính cách sống của mình sẽ thay đổi được chồng của mình. Sống rất tuyệt vời. Chưa đi chùa chồng nói một câu cãi một câu. Chưa đi chùa là khi mà có chuyện gì trong gia đình xảy ra đó, là cứ nóng nảy bồng bột để giải quyết. Bây giờ mọi thứ nó điềm tĩnh, mọi thứ nó nhẹ nhàng làm sao. Ông chồng nóng nảy, ông chửi gì đó chửi, chị vẫn rất bình thường, ngồi để mà nghe, không bỏ đi, không bao giờ tỏ thái độ hằn học. Thể hiện được chữ nhẫn ở trong đạo Phật rồi. Chính vì vậy ông chồng thấy vợ mình khác lạ quá. Nhưng mà từ sự có tu mà tu tập đúng pháp thì lại có cái năng lượng lành rất là lạ. Để chúng tin đi, nó thu hút được cái người, mọi người đối diện với mình, hấp dẫn được họ. Người này lạ quá ta. Đúng đó, ngày trước mình chửi nó cũng gân cổ lên, nó chửi lại đủ hết các kiểu. Ngày trước mà mỗi lần đi nhậu, đi đây đi kia xin tiền nó, ôi cha, nó cào nhào cửa nhửi. Còn bữa nay nó rất vui vẻ, nó còn ủi đồ đồ cho đi, còn dặn dò là uống ít thôi về sớm nghe anh nữa chứ. Dễ thương quá vậy. Từ sự dễ thương của người vợ, người chồng đã một lần xin theo vợ để được đến chùa học Phật. Và sau đó hai vợ chồng cùng là người siêng năng đi chùa. Như vậy thì người vợ này là một người vợ đã bước vào được khung trời của sự an lạc, bước vào được khung trời của sự chuyển hóa để thực tập pháp của Phật, thay đổi được người. Đơn giản quá, đơn giản quá. Đừng có nghĩ rằng tôi hiện tại đang rất khó, tôi hiện tại đang rất khổ vì tôi biết tu. Ông chồng tôi với mấy đứa nhỏ không biết tu, cho nên tôi ăn chay cũng khó, tôi niệm Phật cũng khó, tôi tụng kinh cũng khó. Mình nghĩ như vậy, mình sẽ làm cho cái khó nó luôn lúc nào cũng sờ trước mặt mình, lúc nào nó cũng hiện hữu ở trong tâm trí của mình. Mình sẽ cảm thấy phiền não,
bất an và đau khổ, bất lực trước hoàn cảnh, bất lực trước ông chồng, bất lực trước bà vợ. Họ luôn là cái nghiệp chướng gì đó để cản đường không cho mình tu, đúng không? Lắm lúc tu không được, đổ thừa. Đúng là cái ông đó nghiệp chướng kinh lắm. Tu tập là cản, tu tập là chửi, đi chùa là xỉa xối, đúng không ạ? Hãy sống thật đẹp như đời sống của người Phật tử nữ kia. Hãy ứng dụng Phật Pháp. Đó là sự nhẫn, nhưng mà nó không phải là cố gắng, là gượng ép, mà nó là cái gì đó rất tự nhiên trong đời sống. Các vị phải nên nhớ rằng chính quý thầy, người không biết Phật tử, xa lạ với Phật tử, nhưng luôn đem hết tâm tình của mình để tổ chức khóa tu, tổ chức những sự kiện, tổ chức những cái này cái khác, làm gì? Muốn cho Phật tử đến và đón nhận được Phật Pháp, có đời sống. Người xa lạ với mình còn muốn cho mình biết được Phật Pháp, tại sao mình không thấy? Mình phải có trách nhiệm với những người sống chung, người thân với của mình. Mình phải có trách nhiệm đưa Phật Pháp đến với họ, đưa họ đến với Phật Pháp chứ. Phải lúc nào cũng canh cánh ở bên lòng đó chứ, đúng không ạ? Chính vì vậy, thưa với đại chúng, đừng thấy sự khó trước mắt vì người kia, đối tượng kia không theo mình mà sanh ra buồn phiền, bực tức rồi chán nản, bỏ luôn cái việc là giúp đỡ họ đến với Phật Pháp. Chính vì mình là người Phật tử nếm trải được Phật Pháp, mình hiểu giá trị và lợi ích của sự tu tập như thế nào, cho nên phải tìm mọi phương pháp. Phương pháp này không được thì tìm cách khác, cách khác không được tìm cách khác nữa, để làm sao cho những người sống chung với mình họ đến được với Phật Pháp, để đón nhận Phật Pháp. Họ càng gây chướng ngại cho mình thì mình càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Họ càng khó khăn cho mình thì càng tinh tấn dũng mãnh nhiều hơn nữa. Tâm niệm rằng đây chính là sự thử thách mà Đức Phật dành cho mình, để coi cái tâm của mình dành cho Phật Pháp, dành cho Đức Phật như thế nào. Chán nản không giải quyết được vấn đề, buồn lo không giúp cho hoàn cảnh tốt hơn. Chỉ có sự nỗ lực tinh tấn bằng sự hiểu biết và tình thương của mình nhất định sẽ vượt qua được mọi khó khăn, chiến thắng mọi trở ngại để ta thành tựu được sở nguyện của chính mình. Ở nhà có mình con tu hả thầy ơi? Ngoài ra không có ai tu hết, buồn không? Rồi mình nghĩ nè, kiếp này cái duyên chồng vợ, cái duyên bố con, duyên mẹ con với nhau, mình biết tu, cái mai mốt mình ngúng củ kiệu, cái mình đi lên trên, cái mình bỏ cho gia đình của mình lây lất đi đâu xuống dưới. Mình nói rằng giải thoát à? Không, cái đó là vô tình, cái đó là thiếu tình, tình thương, không được. Khi mình nâng giá trị của đời mình lên, mình phải nâng giá trị của những người sống chung với mình lên. Mình đến được với Phật Pháp, mình phải đưa người thân mình đến với Phật Pháp. Đừng có nói là chỉ có tôi có duyên, họ không có duyên. Không, nên nhớ rằng tất cả mọi chúng sinh sinh ra trong cuộc đời này đều có duyên với Đức Phật. Từ đâu Minh Thiền nói điều đó? Có những câu Đức Phật khẳng định máu và nước mắt của chúng sinh nhiều hơn bốn biển. Đức Phật đã khẳng định rằng chúng ta không chỉ có mặt trên quả địa cầu này một lần, mà tỷ tỷ lần đã có mặt, tỷ tỷ lần có mặt. Cho nên máu và nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước biển, nhiều ngàn, nhiều tỷ lần ta đã có mặt, ta hiện hữu trên hành tinh này, trên địa cầu này. Nghĩa là tất cả những người trên trái đất này là những người thân của ta, ta đã từng gặp hết. Ai cũng là người ta đã từng gặp, thì tại sao nói ta không có duyên với Phật? Ai cũng gặp thì mình cũng đã từng gặp Đức Phật rồi, đúng không? Cho nên không nói không duyên với Phật được. Khi ai đó nói với quý Phật tử rằng anh có duyên, chỉ có duyên với Phật, thì mình nói ngay họ rằng
anh cũng thế, chị cũng thế, và anh chị có duyên với Phật còn nhiều hơn cả tôi nữa. Nhưng anh chị là người còn bôn ba chưa biết quay trở về thôi. Còn hơn cho tôi là tôi biết nghe tiếng gọi của Đức Phật để tôi trở về với Ngài. Còn anh chị thì chưa chịu nghe tiếng gọi nên anh chị còn bôn ba, còn bỏ Ngài để đi. Chứ sao không duyên được? Duyên lắm. Nha. Nhớ như vậy giùm Minh Thiện. Để thấy rằng ai cũng có duyên với Phật, chỉ có cái là mình biết đón nhận Phật Pháp hay không đón nhận thôi. Và nên nhớ cho Minh Thiền, Phật Pháp nó không phải chỉ là những giới luật, những giáo điều hà khắc để cục bộ, để làm cho chúng ta phải sống cái gì đó nó xa, nó khác với cuộc đời. Phật Pháp có mặt trong cuộc đời. Phật Pháp ở ánh mắt, đó chính là ánh mắt từ ái trong cái nhìn có yêu thương. Phật Pháp ở đôi tay là đôi tay biết san sẻ, biết ôm ấp, biết xoa dịu nỗi khổ niềm đau của người khác, biết nâng đỡ người khác lên. Phật Pháp ở cái miệng, đó chính là những lời chúng ta chia sẻ với người đầy những lời yêu thương, những lời an ủi, những lời vỗ về, những lời động viên, những lời khích lệ. Cho nên Phật Pháp có mặt ở trong cuộc sống này, chẳng qua là chúng ta không khéo sống, không chịu ứng dụng Phật Pháp để sống thôi. Rồi thấy không có Phật Pháp, thấy Phật Pháp là phải ở chùa, Phật Pháp nó ở trong trang kinh, Phật Pháp trong con người này. Cho nên Minh Thiền hay nói nửa đùa nửa thật, đó là quý thầy có một ngôi chùa, quý thầy có một ngôi chùa, Phật tử cũng có một ngôi chùa. Đừng hình dung rằng đó là ngôi chùa được xây bằng cốt thép, bằng bê tông, mà đó là ngôi chùa tâm linh, đó là ngôi chùa ở trong trái tim này. Nghĩ đến chùa là gì? Chùa là sự yên bình. Chùa là gì? Chùa là nơi lưu giữ Phật Pháp. Chùa là gì? Chùa là nơi an ủi nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Trong con người này có sự yên bình không? Có. Trong con người này có Phật Pháp không? Có. Trong con người này có khả năng để an ủi vỗ về nỗi khổ niềm đau của chúng sinh không? Có. Vậy thì các vị có chùa, có chùa, ở đây cũng có chùa. Y da, cho nên cái chuyện mà chùa nó mọc khắp nơi, hãy làm cho ngôi chùa hiện hữu trong trái tim của mình, làm cho ngôi chùa hiện hữu trong căn nhà của mình. Nơi ấy sẽ đầy ắp những lời yêu thương của Đức Phật. Nơi ấy sẽ có đầy những cử chỉ vỗ về an ủi của Đức Phật. Nơi ấy sẽ có những con người rất hạnh phúc vì lúc nào cũng được sống trong mái chùa của Đức Phật. Hết giờ chưa? Đồng hồ đó. À, 9 giờ 15. Hồi nãy mình giảng là lúc 8 giờ mấy hả? Dạ quý ngài ơi, con còn giảng được bao nhiêu phút nữa? Hết giờ. Thầy ổng ngồi ổng lắc đầu, hết giờ nãy giờ rồi. Thưa, Minh Thiền sẽ tóm ý lại, để rút lại và chia sẻ một vài ý chính cho đại chúng, rồi mình nghĩ. Dẫu còn thời gian cũng không nói. Cái gì cũng vậy, cho ăn ít thôi, ăn nhiều ngán. Mình cho ăn chút chút thôi, vẫn còn để họ ở trong cái trạng thái là đói đó, thì mai mốt họ mới thèm khát để ăn. Bây giờ cho ăn nhiều quá, ăn no bụng là ngán. Ngán mai mốt thấy lại cái món đó là sợ hãi. Cho nên để cho các vị còn sẽ nghĩ và còn sẽ nhớ về một ông Minh Thiền, cho nên nói ít thôi. Tới đây mình ngưng, để sau này Phật tử sẽ nói: "À, hôm nay có thầy Minh Thiền về để cho tôi có chút hạnh phúc chứ." Thưa đại chúng, Minh Thiền đến với đại chúng đi vào bằng câu chuyện kể bắt đầu, để rồi chúng ta có đôi điều chia sẻ từ câu chuyện ấy. Thưa với đại chúng, hình ảnh của bà lão nghèo khó ấy là hình ảnh của chúng ta ngày hôm nay. Vì bà lão ấy, cuộc sống của bà có muôn ngàn điều khó khăn, chúng ta ngày hôm nay cũng có muôn ngàn điều khó khăn. Bà lão ấy đi ăn xin tình thương của cuộc đời, chúng ta cũng là những người đi xin tình thương của cuộc đời.
từ nhỏ ta đã xin tình thương của bố mẹ, lớn lên xin tình thương của đôi lứa vợ chồng, và sau này về già xin tình thương của con, của cháu. Như vậy thì ngoài tình thương mà chúng ta xin được từ những người thân trong gia đình, chúng ta sẽ xin tình thương của đối tác, của bạn bè, của đồng nghiệp, của những người làng xóm láng giềng với nhau. Cho nên mình là người rất nghèo nàn để đi xin tình thương. Và hãy ý thức rằng tất cả mọi người đều đi xin tình thương. Vậy thì mình là người cũng có khả năng để ban phát tình thương. Đừng ích kỷ với họ, cũng như đừng ích kỷ với mình. Chỉ biết đi xin tình thương mà không biết ban phát. Bên cạnh ta đi xin tình thương của muôn người, thì cũng hãy thực hiện cái việc đó là đem tình thương để dâng tặng và ban phát cho mọi người. Vì chính trái tim của chúng ta không phải là một trái tim sinh ra để hận thù, mà chính trái tim này sinh ra để thương yêu, thưa đại chúng. Bà lão kia gặp được Phật Pháp, gặp được vị Sa Môn để rồi sai chuyển hoàn toàn. Vẫn sống trong cuộc sống ấy, vẫn có những gian khổ ấy tiếp diễn, nhưng bà ta không đau khổ, bà ta không than vãn, không có than trách. Chúng ta ngày nay cũng như bà lão kia đã gặp được Phật Pháp, cuộc sống nó vẫn như thế này, nhưng ta đã thay đổi cách sống, quan điểm sống, và có lạc quan hơn, yêu đời hơn, có hạnh phúc hơn chưa? Đây là câu trả lời mà các vị cần phải sống để trả lời cho chính mình. Minh Thiền chỉ là người hỏi mà thôi. Điều thứ ba, hãy thấy rằng gặp được Phật Pháp là một nhân duyên quá tuyệt vời, quá lớn, quá phúc phần cho chúng ta. Và hãy làm sao cho những người sống chung với mình, chí ít là những người thân trong gia đình, và hơn nữa là những người có duyên với chúng ta, hãy giúp đỡ họ đến với Phật Pháp, và hãy tìm cách đưa Phật Pháp tiếp cận với họ bằng chính nghĩa cử sống cao đẹp, bằng chính tình người trong sáng mà ta dành cho họ. Hãy mong rằng họ là người sẽ đón nhận được Phật Pháp và tu hành chân chánh và tu hành tinh tấn hơn ta nữa, để ta là một người hạnh phúc rằng ta là người có Phật Pháp trong trái tim, và ta cũng đem được Phật Pháp đến trái tim của nhiều người. Trước lúc chia tay, con xin được kính lễ Đức Hòa Thượng, kính lễ Thầy Trưởng Ban Tổ chức, vì quý Ngài đã cho con cái duyên được gặp Phật tử. Con biết ơn quý Ngài rất nhiều, kính nguyện quý Ngài sức khỏe và Phật sự viên thành. Minh Thiền rất biết ơn đại chúng đã ngồi để nghe Minh Thiền hành hạ trong thời gian qua, và cũng mong rằng sự hành hạ này tạo thành một cái nhân duyên lớn để sau này còn nhiều lần Minh Thiền được cơ hội hành hạ các vị nữa. Chúc đại chúng sức khỏe, bình an, chúc gia đình đại chúng được tắm mình trong ánh sáng của Đức Phật, và cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.